bạn đừng đứng ngoài cuộc chơi, chúng ta phải tham gia đua, rõ chưa nhở? Người ta nói là cái gì? Cuộc đời là một cuộc đua và chỉ có những người đua mới giành huy chương thôi. Còn chứ các bạn đứng cổ vũ hai bên đường thì mãi mãi các bạn cũng chỉ là khán giả thôi. Hãy tham gia vào, mình sẽ có cơ hội trải nghiệm. Vào tháng 9 năm nay, bạn sẽ đến được thành phố bạn muốn đến, bắt đầu một cuộc sống khác, gặp gỡ những người khác nhau. Tất nhiên sẽ xuất hiện một tình yêu ngọt ngào. Tất nhiên sẽ phải một mình bắt chuyến xe cuối cùng trong năm. Nhưng trước tiên, tôi mong bạn thực hiện lời hứa, kiên trì, nỗ lực, không phụ ơn dạy dỗ, không hổ thẹn bản thân. Chúc các bạn có được điểm số thắp sáng cả mùa hè, rực rỡ như pháo hoa. Tôi nghĩ thời niên thiếu nên có một giấc mơ, ngang tàn không sợ hãi. Chúng ta có thể bình thường, nhưng chúng ta phải biết từ chối sự tầm thường. Ý tôi là chúng ta có thể thất bại, nhưng chúng ta phải tiến về phía trước. Sự thật mà mình muốn các bạn hiểu là cái mà các bạn nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những gì bạn nhìn thấy chỉ là thành quả, cuộc vui mà họ phô trương ra. Còn những gì bạn sẽ không bao giờ thấy chính là những nỗi đau, sự hy sinh và cả nỗ lực đằng sau đó của họ. Nói thật với các bạn, mình không nghĩ mọi thứ trên đời này đều là có sẵn và tự dưng nó có. May mắn, những cơ hội sẽ không bao giờ đến với những người không biết nắm bắt chúng. Mình vẫn luôn tự nhủ rằng là chắc hẳn họ đã cố gắng rất nhiều, chắc hẳn họ đã phải chịu đựng những điều mà có lẽ là mình không chịu được. Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. Past lives could never hold me down. Last love is sweeter when it's fire fall. I've got a strangest feeling. This isn't our first time around. Tôi nghĩ thời niên thiếu nên có một giấc mơ, ngang tàn, không sợ hãi. Chúng ta có thể bình thường, nhưng chúng ta phải biết từ chối sự tầm thường. Ý tôi là chúng ta có thể thất bại, nhưng chúng ta phải tiến về phía trước. Here I go, go. And once again, I'm yours in fractions. It takes me down,